anh chị kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài viết của tác giả hoàng khánh một bạn trẻ tại việt nam bia căm thù trên thế giới chắc chỉ còn triều tiên và việt nam là hai quốc gia có những cái bia căm thù này hình dưới là học sinh đến tham quan di tích bia căm thù giặc mỹ ở tỉnh nam định làm sao học sinh có thể phát triển được trí tuệ khi mà từ cái tuổi nhỏ đã bị gieo rắc một nỗi hận thù ở trong đầu? Ở những nước văn minh phát triển không bao giờ họ dạy cho học sinh những cái điều này. Con người khi còn nhỏ mà đã có lòng thù hận thì lớn lên rất dễ sinh ra hung bạo. Năm 1945, Mỹ đã thả hai trái bom nguyên tử xuống nước Nhật để kết thúc chiến tranh thế giới, nhưng đất nước Nhật Bản không có một cái bia căm thù nào cả hàng năm họ chỉ làm lễ tưởng niệm những người đã khuất vì sự kiện này còn ở việt nam lúc nào cũng đi tuyên truyền là chiến thắng đế quốc mỹ nhưng lại có hàng trăm cái bia căm thù đế quốc mỹ người mỹ họ chẳng lấy một tấc đất hay một tấc biển nào của chúng ta nhưng lạ lùng một cái là chẳng thấy có một tấm bia căm thù nào mang tên ông hàng xóm phương bắc cả đến ngày hôm nay trung quốc chưa bao giờ từ bỏ giả tâm thôn tính lãnh thổ lãnh hải của việt nam gần 20 cuộc xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp kéo dài cả ngàn năm nay giết chết bao nhiêu người dân nước Việt. Nói gì đâu xa năm 74, chúng kéo quân Xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa, bao nhiêu chiến sĩ đã phải hy sinh, rồi đến năm 79, chúng kéo quân qua xâm lược biên giới giết chết gần 100.000 quân và dân ở 6 tỉnh giáp ranh phía Bắc và 6 tỉnh này cũng chẳng có cái bia căm thù giặc Trung Quốc nào cả. Rồi đến năm 88, chúng lại tiếp tục kéo quân qua xâm chiếm đảo Gạc Ma của quần đảo Trường Sa, những chiến sĩ hy sinh ở quần đảo này đến nay vẫn chưa được mang xương cốt trở về với gia đình. Những cuộc xâm lăng này còn không dám đưa vào sách sử để dạy cho học sinh biết thì làm gì mà dám xây cái bia có cái tên kẻ thù Trung Quốc chứ. Đáng nể một cái nữa là xây rất nhiều bia căm thù Mỹ, nhưng mà con cháu của lãnh đạo thì toàn là đi qua Mỹ du học, nhập quốc tịch Mỹ và mua đất mua nhà để định cư ở Mỹ. Đã vậy thì thôi, năm nào cũng nhận viện trợ của Mỹ. 25 năm nay kể từ khi đất nước mở cửa, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam gần 2 tỷ đô la trong những lĩnh vực như là nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế, hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em, hỗ trợ chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ nâng cao đào tạo cán bộ vân vân. Mỗi năm trung bình cũng nhận 7-80 triệu đô la của người ta chứ đâu có ít. Vậy mà bia cầm thù giặc Mỹ vẫn trải dài khắp đất nước. Đã cầm thù người ta thì đừng có ngửa tay ra để nhận tiền viện trợ của người ta. Đúng là cái loài vô liêm sỉ.